Hãy xem video này nếu bạn ở một mình. Vâng, bạn đã nghe đúng. Vì vậy nếu bạn ở đây và xem video này, có nghĩa là bạn ở một mình. Được rồi, điều đó thật tuyệt, vì trong video này, tôi có một số thử thách dành cho bạn, dù sao thì bạn cũng cần một chút tập trung. Xem liệu bạn có thể làm được hay không. Sẵn sàng, cấp 11, không di chuyển cho đến khi kết thúc điều này. Hẹn giờ như video. Nếu bạn đã hoàn thành, cấp độ 2, hãy tìm biểu tượng cảm xúc kỳ lạ trong hình ảnh này trong 6 giây. Hãy đăng ký nếu bạn yêu thích video của tôi. Tiếp theo video bây giờ là cấp độ khó nhất, cấp 3. Tôi đã hiển thị một số biểu tượng cảm xúc trong thời gian trước. Biểu tượng cảm xúc nào sau đây là không hiển thị trong video? Hãy giúp đỡ tôi xóa cái nào không xuất hiện ở video. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng nào? Hãy chọn chính xác biểu tượng đó. Hãy nói với tôi trong phần bình luận. Tôi đang đợi bạn.